Không được, không được. Tất cả nó đều phải có tổ chức, hiểu chưa? Hiệp cầm cho bố. Cầm đây cho bố. Rồi. Nó phải có tổ chức chứ sao lại cướp được. Nó vẫn cướp các bạn, cướp rồi, cướp rồi. Ôi, thôi kệ nó, thôi nó đã nhảy lên rồi đấy con ạ. Thôi. Cái con đấy là cái con ương nhất ấy. Mình thấy rằng là cái con vật nó sống với nhau nó cũng có cái tình cảm đấy các bạn. Các bạn có nghĩ là như vậy không? Mình nghĩ là như vậy đấy. Bởi vì là mình chăm sóc nó, mình được chứng kiến mà. Con này nó đi kiếm cái ăn, nó kiếm cái ăn, nó mổ cho con gà con này này. Đấy cho nên nó không mổ nhau đâu. Đi theo, đi theo, đi theo. 1 2 3, đi theo. Nào, lên đây, lên đây. Đó tất cả là cái hành trình của Trà Màu, của mình, của sự phát triển từ hôm được Quế Nghịch tặng cho mình đấy các bạn ạ. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ với các bạn, đó là một cái tin vui. Đó là em Trà Màu của mình cũng chính thức là đã biết đường truyền nhẹ nhẹ rồi. Cũng đã bay được khoảng một đoạn gần rồi. Và mình buổi sáng ngày ra thì mình cũng cho em nó tắm một chút xíu ấy. Tắm một chút xíu, nhưng các bạn nhìn cái mắt của nó đỏ không này. Nhưng mà tiếc là không phải là mắt đỏ ruby mà chỉ là một em Trà Màu bạch. Theo đúng gọi, đúng nghĩa thôi. Còn mắt đỏ ruby là hàng đột biến rồi. Nhiều các bạn bảo con này tận mấy trăm triệu cơ, nhưng mà không đến như vậy đâu các bạn. Mình cũng có sao thì chia sẻ như vậy. Đầu video này, cho Long Đen gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ và nhiều thành công trong cuộc sống. Đấy. Lại là một lần nữa thì mình khoe với tin vui với các bạn là Trà Màu của mình nó đã truyền nhẹ nhẹ được một chút xíu là như vậy đấy các bạn ạ. Rồi bây giờ thì cũng chẳng nói nhiều nữa để mình cho em nó đón nhận được một bữa buổi sáng đầu tiên. Bay đi em, bay không? Thử bay phát nữa không? Bay đi. Rồi, mình cũng không mong muốn là nó bay đâu. Bởi vì là mỗi một lần bay thì lại phải nhẹ nhàng đưa em nó vào thì cũng rất chi là mệt luôn. Rồi bây giờ thì để mình cho em nó được hưởng thụ một cái bữa ăn của một ngày mới đã nhỉ? Đói không em? Đói nhỉ? Nào, vào đây, đứng lên đây anh cho ăn. Đấy, lông lá là mịn, mịn hết rồi. Giờ chỉ còn cái mào nữa thôi. Cái màu một chút xíu nữa là xong xuôi đâu đấy. Và một chút lông đuôi nữa là các bạn này. Đấy. Thích không em? Thích không? Thích không? Nhiều các bạn cũng hỏi thăm tới Trà Màu của anh Long ơi. Trà Màu thì nào rồi? Thì nói chung là ngày nào thì mình cũng quay một chút xíu cho các bạn. Để các bạn có thể là ngắm nghía cái sắc đẹp. Gọi là cái sắc đẹp của một em Trà Màu bạch của mình. Rồi bây giờ ăn em nhé. Đi vào để ăn nhé. Hôm nay ấy, thì là mình cũng... trộn thêm một chút cám rồi. Một cám này là cám một của gà đấy các bạn. Trộn thêm để cho em nó kiểu như nó quen dạ dần ấy. Ấy, ngon đấy, ngon chưa? Ngon không? Sao múi lại nhỏ he nhỏ hình thế này? Múi lại nhỏ he nhỏ hình thế này. Nào, tiếp tục làm miếng nữa. Làm miếng nữa. Wow, ngon đê nhỉ. Ngon đê nhỉ. Nhiều các bạn cũng đóng góp cho Long Đen những cái kinh nghiệm để chăm sóc chim non này nó được tốt hơn ấy. Thì mình cũng qua cái video này mình gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã cho Long Đen được những cái kinh nghiệm để chăm sóc những chú chim mà được tốt hơn các bạn. Rồi ăn thế thôi nhá. Woo, rồi. Mình cũng không phải là tự khen mình đâu, thế nhưng mà mình thấy nó cũng phát triển đẹp thật các bạn. Chân tay của em nó thì cũng rất chi là hồng hào. Rồi thì lông mọc thì cũng rất chi là đều. Đấy là những cái kinh nghiệm mà mình biết là như vậy. Đó là chứng tỏ là một con chim rất chi là khỏe luôn các bạn ạ. Chưa thời tiết nắng như này, các bạn không tin đâu, mình cho em nó vào tận trong điều hòa của mình cơ. Giữ gìn lắm đây nhà. Giữ gìn lắm đây, thôi đi nghỉ đi nhá. Đi nghỉ đi. Ê, gà của con đâu rồi?
Bìm bịp, bìm bịp hôm nay nó ra phơi nắng này. Nhưng thôi bìm bịp cứ kệ nó, tí nó cho ăn sau các bạn. Đấy, nó ra là tắm nắng này. Wow, thích nhỉ. Có thể đi qua bìm bịp cái xem nó có phản ứng gì không. Đói ăn, đói ăn rồi. Đây, hôm nay mình nhớ chia sẻ với các bạn này. Hôm nay em nó gọi là cứng cáp lên một chút, mình mới khoe với các bạn này. Đây là em Út này. À, anh cả đâu rồi? Chị Linh mang anh cả ra đây. Đây, chị Linh cầm lại em Út này nhá. Em Út bé hơn anh cả nhiều không này. Anh Hai đâu rồi? Anh Hai. Anh Hiệp đâu? Mang anh Hai ra đây. Đấy, một dàn bộ ba luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là con này là con anh cả này. Anh cả lớn lắm rồi. Anh cả giờ ương lắm. Đấy, trời ơi. Khoe với các bạn là mình có từng này gà Bắc Tít thôi. Nhiều các bạn hỏi là anh ơi có chia sẻ gà Bắc Tít không, thì mình chỉ có từng này thôi các bạn. Đấy anh cả đi chơi đi. Đấy cho anh cả đi chơi. Đấy anh cả đi chơi đi nhá. Đâu mang anh Hai đây xem nào. Để bố mang anh Hai. Anh Hai này thì được cho Hiệp giữ chân. Không được đánh em. Không được đánh em nhá. Con đưa đấy. Các bạn nhìn thấy nó có khác nhau không? Khác nhau nhỉ? Khác nhau hoàn toàn. Cùng mẹ nhưng khác bố. Đây là cùng mẹ nhưng khác bố. Đấy, không được đánh em. Chừa. Có thích ương không? Chừa, không được đánh em. Hư. Anh Hiệp, Hiệp cầm lấy anh Hai. Linh Linh vẫn đang đảm nhiệm là cái chân nó coi như là một em Bắc Tít, gọi là Bắc Cọc. Chính xác là gọi là Bắc Cọc đấy các bạn. Bắc Cọc Út này. Bìm bìm lên trên này rồi. Kệ nó đi. Bìm bìm nó lên tận trên này các bạn này. Thôi tí nữa mình mới cho ăn được. Còn nhiều việc lắm. Nó dọa làm cho con yểm ở trong trong chuồng của mình sợ kìa. Thôi kệ chúng nó đi. Đây. Đây chính là một em Bắc Cọc mà hôm qua nhờ nhân gà nhờ nhân lở cho đấy các bạn. Thì hôm nay thì như vừa nãy mình nói rồi, nó khỏe lên, nó cứng cáp thì mình khoe với các bạn, bởi vì là mình cũng không có nhiều đâu. Nếu như mà giá như mà có nhiều thì mình cũng chia sẻ cho các bạn, thì nhưng mà nó không có nhiều. Đẹp chưa? Nào, Thái Anh không được đánh em nhá. Đây ra cho anh cả mấy lại anh cả ba anh em đi chơi với nhau. Đấy đi chơi đi. Nào. Không được đánh em. Đấy nhá, con đảm nhiệm cái việc chị Linh trông anh cả, con trông anh Hai, bố trông em Út, được không? Đấy con gà kia giờ rất rất chi là hay các bạn, nó cứ chạy theo con Bắc Cọc con này các bạn này. Cứ chạy theo con Bắc Cọc con này, cứ đi theo. Và cái con Bắc Cọc này, con ngồi xe ra. Con Bắc Cọc này ở trong chuồng ấy, là nó cũng mổ cái ăn để nó nhử cho cái con gà con này ăn luôn nhá. Kiểu như là đảm nhiệm chức vụ là anh ấy. Đấy, cứ chạy theo. Vương. Sao? Sao đây? Sao đây? Đây này, chạy theo anh. Chạy theo. Anh cả kia thì lì hơn rồi, anh cả khôn ngoan hơn. Đi kiếm ăn một mình rồi. Nha. Rồi đây. Ở đây đi chơi, dắt em đi chơi. Đây. Con cứ để bình tĩnh để cho mọi người xem là con gà con này nó biết là đuổi đi theo con gà này nhé các bạn nhé. Đi lắc la lắc lẻo. Chạy theo đi. Chạy theo nhanh lên. Chạy đi. Nhanh lên, nó kiếm mồi hết rồi kia kìa, nó kiếm mồi hết đằng kia rồi kia kìa. Chạy theo rồi đấy. Bảo ra rồi. Chạy theo ngay. Khô lắm, trông thì bé bé thế thôi nhưng khô lắm, biết chạy theo anh này này. Anh đi kiếm ăn không được bỏ em nhá. thằng cả chạy mãi ra kia. Đấy. Mình thấy rằng là cái con vật nó sống với nhau nó cũng có cái tình cảm đấy các bạn. Các bạn có nghĩ là như vậy không? Mình nghĩ là như vậy đấy. Bởi vì là mình chăm sóc nó, mình được chứng kiến mà. Con này nó đi, nó đi kiếm cái ăn, nó kiếm cái ăn, nó mổ cho con gà con này này. Đấy cho nên nó có mổ nhau đâu. Đi theo. 1 2 3, đi theo. Thôi ở đây chơi nhá. Ở đây chơi. Ở đây chơi trông em nhớ chưa? Trông em đây này. Chả phải mãi chơi sao lại quên em. Y như kiểu con người các bạn nhỉ, đi chơi nhiều khi quên cả em luôn. Đi thì lắc la lắc léo. Đi ra đây chơi với em. Thank you.
tiếp. Kể từ ngày cụ lên cân đến giờ, mỗi lần tắm rửa cho cụ đều vất vả các bạn ạ. À, hôm nay nắng, trời nắng lại mát mát, mang ra tắm cho cụ mát một chút xíu. Nhưng mà mình có cảm nhận là từ ngày lên cân đến giờ là mình thấy đúng là mỗi một lần tắm là thở không kịp các bạn, bắt hơi không kịp. Đây, cụ đây tắm nhá. Còn mấy thằng bình bịt nó đang gầm gào ở đằng kia kìa. Lâu, bạn đi ra. Khu vực cấm bạn đi ra. Lâu, đi chơi. Vừa tắm rồi chứ gì, đi ra nhá. Không được vào đây đâu, le ve là nó nhìn thấy cụ rùa các bạn nhá, nó nhìn thấy cụ rùa. Tất cả tập hợp hết vào đây. Gọi tập hợp cái về ngay. Bịp đây. Đi đâu? Làm gì? Ra đây. Sao? Đói chưa? Đói rồi chứ. Đói không? Đói thì ra đây. Đói nhưng mà vẫn còn kêu cơ. Là kẹp tay đau lắm. Kẹp tay đâu là đau. Bịp. Bịp ơi. Điếu. Loại dọa bịp phải không? Chỉ được cái to xác bắt lạt bé là tài thôi. Giỏi thật đấy. À, con... cái con đà điểu ấy các bạn, nó hư cực kỳ luôn, nó cứ bất kể thấy con gì nào nhỏ hơn nó là nó ra nó chồng. Chồng bao giờ như kiểu như người mình ấy, người mình mà thấy úi luôn, bao giờ nó hâm dở rồi kìa. Đây này, phải cao tay hơn nó, tức là mình phải làm cái gì cao cao hơn nó này thì nó mới sợ. Còn nếu mà tầm thấp, kể như trẻ con nhiều các bạn đến đây chơi ấy, là mà xuống vườn này chơi ấy, là nó cũng kiểu như là nó ra nó dọa thôi. Nào, thì có ăn không? Ăn thì lên tay, lên tay thì cho ăn. Nó cắn yêu đó các bạn, nó không cắn đau đâu. Ai bảo con trâu vào mồm nó à? Đấy, nó cứ chơi ở quanh vườn nhà mình như này, nó không đi đâu đâu các bạn. Bởi vì là nó biết là đi ra ngoài bây giờ kiếm ăn nó vẫn chưa được ấy. Thế là thành ra là nó vẫn cứ ở quanh cái khu vườn nhà mình luôn. Nó không sợ con gì đâu. Hay lắm, nó không sợ con gì đâu. Kể cả con vâu nó ra ngoài vườn này, nó không sợ đâu. Nó cứ chạy theo. Đau nhá, chỉ được cắn yêu thôi nhá. Vô đã ra hỏi thăm mình bịp rồi đấy. Này, lên tay thì mới cho ăn được. Đau. Lên đây. Ra. Nào, trong. Trong bịp. Cậy to xác kìa. Nó mà to như mày á, nó còn mổ mày luôn ý. Chả tưởng đâu. Cả nhà chơi bìm bìm nhỉ. Vô đi về. Hay là ra đây lại chơi bìm bìm. Này, cho bìm bìm nó mổ ra cái nhá. Xem có đau nhá. Này, cho bìm bìm mổ cái xem đau. Rồi, bây giờ thì chơi đùa với nó như vậy một chút xíu thôi. Để bây giờ thì mình cho nó ăn các bạn. Cho nó ăn thì nó sẽ quanh quẩn ở vườn nhà mình. Cho nó quen. Sao rồi? Bịp 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 mổ chứ? Căn bản là hai con không cho ăn nó quen ấy thì là nó cắn đau hơn. Bố thì bố chăm nó cho nên là nó ăn quen rồi. Khu vực này là khu vực lãnh địa của nó. Chạy ra rồi. Định cướp á? Không được. Tất cả đều phải có tổ chức kiểu gì? Hiệp cầm cho bố. Cầm đây cho bố. Rồi. Nó phải có tổ chức chứ sao lại cướp được? Nó vẫn cướp các bạn, cướp ơi. Thôi kệ nó, thôi nó đã nhảy lên rồi đấy con ạ. Thôi, cái con đấy là cái con ương nhất ấy. Dám nhảy lên để cướp à? Khiếp cầm cho bố. Này. Chết chạm với anh thật thôi chứ này. Ai đó, đây. Ra đây này. Đây. Ngon này nhé, nhút chừng cái hết. Đâu vào đây cho bố tiếp này. thằng kia kìa, cái thằng trong góc kia nó mổ con kìa. Ương thế nhỉ, nó lại mổ con à. Nào, nó rồi đấy, nó là rừng rưng rồi đấy. Dám cắn anh Hiệp, ương thật đấy. Thằng nào vừa cắn anh Hiệp, mày phải không? Ừ á. Dám cắn anh Hiệp ngày dài không được hư thế nhớ chưa. Mày bị là cướp. Tao mang cái bố tiếp con nữa đây. Nó lại cướp chứ lần sau không được hư thế nhớ chưa. Chính con này là con
À, mang cái bố con nữa đấy. Bọn nó ăn hết rồi. Này. Ăn đi. Ăn đi không là sao không hư nhá. Này này này, lại ra cướp này. Lại ra cướp này. Đúng là nuôi như nuôi gà các bạn, thích thật. No rồi, con kia no à, khật khưỡng đi về rồi. Trông cái mặt nó điêu gì kìa. No chưa? No rồi nhỉ. Trông cái mặt mày, mặt mày hơi ngáo ngơ đấy. Em ạ, đừng có nói là nghẹn. Nghẹn rồi, nghẹn rồi. Đi New Siêu rồi, đi New Siêu rồi. Ơ. Đây, cho miếng nữa. Ngán rồi à? Chán rồi à? Đấy, thế là khỏi phải cướp nhau ngay, có gì đâu mà. Thế thôi, anh đưa cho một miếng này nhá, ăn ăn để dành nhá. Thôi không ăn nữa thì mình lại cất đi các bạn, chứ không để tránh cái tình trạng kiểu như là thức ăn mà nó dư thừa ra, nó ăn sẽ mất vệ sinh, là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của con mì của mình ấy. Cắn anh Hiệp đau không? Đau bố xem nào. Mất tích rồi. Lại đi lấy nước cho mì vậy à? Thôi bây giờ thì để cho chúng nó cứ chơi ở đây và chơi với mấy bé nhà mình các bạn. Mình lại lo việc những con khác đây. Vâu, đi, đây. Đi, đây, thế nào, có chửa chưa? Có thai chưa? Có mang em bé chưa? Hả? Có em bé chưa? Đưa con cá. Thế con đây con định nó cho ăn thêm chứ? Đâu, bố xem chân bìm bìm mổ đâu. Khóc. Khóc. Rồi cứ kệ nó con nhé, để cho nó chơi ở đây. Nếu mà nó mà lên trên AV trên ý, thì là phải mang nó xuống, con hiểu chưa? Bởi vì là nó tránh tình trạng nhiều con chim khuyên là nó sợ đấy. Bìm bìm này là nhiều con khác là nó sợ tinh, mình gọi là sợ cái tinh của con bìm bìm. Mẹ, 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 có vợ rồi, giờ phải giữ gìn vào, hiểu chưa? Nghịch trêu nó ít thôi, hiểu chưa? Con dê cá kia về đây, đi về. Đấy, bảo về là về ngay. Về bên chồng, bên con, ai đời cứ đi chơi khắp thế. Hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Từ từ, cứ bình tĩnh thôi, hiểu chưa? Từ từ khoai khắc nhừ. Khôn lắm đấy các bạn. Ê, nhìn thấy cám ấy, độc cỏ không là nó không ăn đâu, phải có. Nhìn thấy cám này này. Đây, hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đây, em ra đây. Đây, rơi hết rồi. Rồi hết rồi, rơi hết rồi. Các bạn nhìn thấy con dê con này có thấy bụng hơn không? Mình thì mình nhìn thấy bụng nó cũng kiểu như dạng hay là mình quen mắt hay như nào, nhưng mà mình nhìn thấy bụng nó có thể nó tròn tròn hơn một chút xíu đấy các bạn nhỉ. Còn thì bao nhiêu ngày tháng nữa nó sinh thì mình cũng chả biết nữa. Thôi thì cứ nuôi nó chăm sóc nó thật tốt các bạn. Khôn thế. Khôn nhè. Khôn nhè. Thôi khôn thế ra kia ăn cùng với chồng kia kìa. Ra kia ăn cùng với chồng nhá. Con dê được này là mình vẫn không dám thả xích ra. Cứ thả xích ra là giờ cái con này nó kiểu như đúng như mình gọi là đang mang thai các bạn. Không may mà nó kiểu như nó nghịch quá là khổ con dê cái. Thế cho nên là vẫn cứ phải là đeo xích cho hắn thôi. Thôi ở đây nhá. Có lẽ thì video của mình cũng sẽ dừng ở đây thôi các bạn ạ. Một lần nữa thì Long Đen cũng luôn chúc các bạn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh giúp Long Đen nhé. Ở đây nhá. Tạm biệt nhá. Dê cái, tạm biệt nhá.